The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình của The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay một người vị khách rất đặc biệt. Tên tuổi của ông trước năm 75 chúng ta đã nghe rất nhiều qua các bài hát mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn yêu mến và cũng như là chúng ta vẫn còn nghe đi nghe lại những ca khúc đó. Người nhạc sĩ mà ngày hôm nay Nhật muốn giới thiệu đến với tất cả quý vị đó là nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Con xin chào bác. Chào Jimmy. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng, thưa bác, ngày hôm nay con phải nói là rất là hân hạnh được mời bác lên show của con để tâm tình và cũng như để khán giả biết là tác giả của một số ca khúc mà khán thính giả đã yêu mến trong bao nhiêu năm qua. Thì con xin hỏi bác là cái sự nghiệp của bác khởi đi là cái bài hát nào là bài hát đầu tiên bác sáng tác ạ? Trước khi trả lời cho Jimmy, thì tôi có xin mấy điều tôi xin nói cho Jimmy biết. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, tế bào não chắc nó cũng chết nhiều rồi. Do đó cho nên nếu thí dụ như trong khi tôi đang nói chuyện bỗng dưng tôi như là tự hại chết đứng thì đó là cũng vì là tôi có thể tôi ứng phó chưa kịp, hoặc là tôi có thể lầm khi tôi nghĩ trong đầu rồi, thí dụ Trịnh Công Sơn mà tôi lại nói là Trịnh Nam Sơn chẳng hạn. Thì đó thì cũng mong là Jimmy phải cứu bộ gấp nhé. Dạ dạ, con sẽ nói cho bác biết. Thì nói về cái chuyện mà sáng tác đầu tiên á, thì kể ra lúc nhỏ tôi cũng có hơi có khiếu ca nhạc, thì cũng vậy thôi. Thì khoảng năm 15 tuổi tôi cũng có muốn viết một bài hát, nhưng mà khi viết ra rồi thì thấy câu đầu của mình nó giống có một bài hát rất nổi danh lúc đó, tức là bài Nhanh Bước Nhanh Như Đồng. Rồi do đó cho nên tôi bỏ. Tuy nhiên cho đến năm tôi 16, 17 tuổi gì đó, khi đó tôi trong cái gia đình Phật tử, thì lúc đó trong cái phong trào Phật giáo ở từ Huế nó lên rất cao, và có những người nhạc sĩ đã viết những bài nhạc Phật giáo đầu tiên. Thí dụ như anh Lê Mộng Nguyên, anh viết bài Mùng 8 tháng 4, bài Thành Đạo, thì tôi cũng theo đó tôi viết một bài đó, tức là bài Mục Kiền Liên. Không biết Jimmy có nghe bài đó chưa nhỉ? Cái đó bên Phật giáo thì con cũng có nghe, thường là ở trong xóm con, tại vì gần mấy gia đình Phật tử đó cũng thường hay mở. Thì bài đó thì được hát một thời gian, và sau này thì Hà Thanh bảo gì á cũng nay cũng được lắm. Thì sau đó thì tôi đi học, tôi ra ngoài Huế và tôi học ở trường Khai Định. Thì trong thời gian tôi học Khai Định thì tôi nhớ hình như năm đệ tứ, cuối năm đệ tứ. Vì mọi năm kia thì tức là khi mà học sinh mà từ đệ tứ, tức là bây giờ lớp 9, từ lớp 9 mà lên lớp 10, có nghĩa là từ đệ tứ lên đệ 8 thì phải có bằng trung học phổ thông, họ mới cho lên. Nhưng mà năm đó thì họ bỏ đi. Ai muốn thi thì thi, còn không thi mà nếu đủ điểm thì vẫn được lên để 8 như thường. Thì tôi rỗi rảnh, do đó cho nên tôi mới đi coi những kỳ thi. Và trong những cái kỳ thi đó tôi cảm thấy có những cái điều vui, có những điều buồn. Và nhất là lúc đó anh Lê Thương đã có những bản nhạc mà đặt theo cái nhịp mới, giống như là Vũ Xuyên mà đó. Thí dụ như bài Người Chơi Độc Quyền, hay là bộ hồi mình 48 chẳng hạn, thì tôi muốn nương theo đó và tôi đặt cái bài đầu tiên của tôi về nhạc, có thể nói là ngoài cái đặt nhạc đạo ra đó tức là bài Mùa Thi. Mùa Thi xem như là bài nhạc đời đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của bác. Dạ vâng. Thưa bác, cái bài hát Mùa Thi đó giống như là cái bài hát tủ gối đầu của các học sinh trước 75 và sau 75 các con cũng thường được nghe cái bài hát đó. Cảm ơn. Dạ vâng. Thì không biết ai là người thâu dĩa bài hát đầu tiên? Bài đó thì thật ra khi tôi viết xong xuôi rồi thì tôi cũng hiểu sao thì nhà xuất bản Tinh Hoa chưa bao giờ được hát hết, mà ông ta lại hình như tôi có hát nhưng mà hát trong cái buổi phát phần thưởng thôi, nghĩa là trong giới học sinh với nhau thôi. Thì nhà xuất bản Tinh Hoa là ông giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa là ông Tân Duyệt, ông mới kêu tôi đến và ký cho tôi bản quyền trong 1 năm cái bài hát đó. Và cũng không ngờ rằng sau đó bài hát đó lại được Ban Thăng Long. Lúc đó Ban Thăng Long từ bên chiến khu về, và Ban Thăng Long đã lấy bài hát đó cộng thêm với 2 bài nữa là tức là bài Học sinh thành khúc của Lê Thương và bài Hài về của Hồng Lân, làm nên một cái nhạc cảnh, và cái nhạc cảnh đó gọi tên là Mùa Thi. Và nhờ đó cho nên cái bài Mùa Thi đã được phổ biến. Và do đó cho nên tôi không bao giờ tôi quên cái ơn của Ban Thăng Long. Vì chính nhờ Ban Thăng Long cái bài hát của tôi chưa bao giờ được trình bày cả, mà với một cái người vô danh tiểu tốt mà họ đã chọn cái bài đó để vào một cái nhạc cảnh, và cái nhạc cảnh đó rất là thành công, và cũng nhờ đó mà người ta biết đến bài Mùa Thi. Về sau này thì khoảng năm 1900 cuối năm 3 hay đầu năm 4 vậy đó, thì bài đó đã theo Ban Gió Nam, lúc có những Trần Một Trạch và Phạm Duy, do Phạm Duy cầm đầu, đã ra ngoài Hà Nội trình diễn, và cũng nhờ đó cho nên cái bài Mùa Thi nó được phổ biến trên toàn quốc. Dạ vâng. Xin cảm ơn bác đã chia sẻ về một chút xíu những thông tin về bài hát Mùa Thi, xem như là Ban Thăng Long là ban đã giới thiệu và lăng xê cái bài hát đến gần với khán thính giả. Và một cái bài hát nữa mà khán thính giả rất là yêu thích đó là bài Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình. Bài hát này con nghe từ nhỏ, thì bây giờ hôm nay có dịp gặp tác giả ở đây, xin bác cho khán giả biết là cái cảm hứng từ đâu mà bác sáng tác cái bài Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình. Cái bài hát này thì có thể nói rằng nó cũng nó cơ duyên, thì cũng không hẳn cơ duyên, nhưng mà lúc đó thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có một cái chương trình gọi là chương trình chiêu hồi, và trong chương trình chiêu hồi đó thì nếu tôi nhớ không lầm thì có những nhạc sĩ đàn anh của tôi, thí dụ như Hoàng Trọng, thí dụ như là Nhật Bằng, Nguyễn Hiền đã có những bản nhạc về chiêu hồi rất là hay. Tuy nhiên những bản nhạc chiêu hồi lúc đó thì vì mình muốn cho nó có cái tính cách là không phải là tuyên truyền hẳn, do đó cho nên mình đã lọc vào đó có chút tình cảm, và do đó cho nên chiêu hồi nó gần giống như là một người thiếu phụ ở nhà có chồng đi xa, bây giờ kêu gọi người chồng nó trở về với mình. Do đó cho nên tôi cũng đặt một bài hát, bài đó tức là bài Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình. Em mơ một vòng tay dìu nhau bao tháng ngày, vì đời người tựa áng mây, sợ nguồn vui trong phai, tôi rất rất trở lại. Em yêu một vòng tay, một vòng tay ấm nồng, nào ngờ chẳng tròn ước mong, tình bọt bèo trong tan, anh lãng quên sau đời. Tuy nhiên bài Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình khi viết ra thì có thể nói rằng nó với tất cả, nhưng là về sau này anh Bằng cũng có viết, Tuấn Khanh cũng có viết, thì những bản nhạc đó nó có vẻ nó nặng về phía tình cảm nhiều hơn phía tuyên truyền, hay nói đúng hơn là về cái phía mà kêu gọi. Vì người ta có thể lầm tưởng đó chỉ là một lời than thở, một lời kêu gọi, một lời nhắn nhủ của một người thiếu phụ có chồng đi xa, hoặc có chồng quên mình đi, phụ phàng, phụ tình mình mà bỏ đi. Do đó cho nên tôi đã nhờ Y Vân đặt thêm một lời thứ hai nữa, cho nó có tính cách là đây là một lời của một người có người chồng đã lạc lối, và bây giờ đây gọi người đó trở về cùng với mình. Thì không hiểu những bản nhạc của tôi có được đài Tự Do hay là đài Việt Nam hát để mà phóng ra ngoài Bắc hay không. Nhưng mà nghe nói sau này thì cái chương trình chiều hồi đó rất thành công vì đã có gần 200.000 người chiều hồi đã trở về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Riêng con thì sau nhờ hôm nay bác nói thì con mới để ý là bởi vì có một số ca sĩ hát thì thường hát lời một không à, nhưng cũng có ca sĩ hát cả hai lời, nhất là cái lời hai là có cái câu cuối là Phương Nam em chờ trên bến năm xưa. Thời chiến mình nghe câu mà Phương Nam em chờ là chỉ có chiều hồi mà dùng thôi. Thì thành ra cái khúc đầu thì là có thể nói là một bài tình cảm. Vâng. Dạ. Qua lời hai thì mới đúng. Qua lời hai thì tôi và Y Vân mới đặt thêm lời hai. Xin rất cảm ơn bác đã cho khán giả biết về cái bài hát này là một cái kỷ niệm của bác cũng như là một cái dấu mốc trong cái vấn đề nhạc chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước 75. Và chắc chắn là con cũng sẽ phát một đoạn bài hát này cho khán giả xem và nghe. Xin cảm ơn bác và chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng với nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng và Jimmy Thái Nhật trong phần 2. Bàn tay làm dịu đôi má người để hận thù thành bóng mây, để đời lại ấm vui trọn tình trong đôi tôi. Phương Nam em Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn tất cả quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Thưa bác, lúc nãy bác có cho con và khán giả được nghe một số những cái bài hát mà bác đã viết. Thì bên cạnh cái việc sáng tác là một người nhạc sĩ thì con có tìm hiểu và được biết rằng bác cũng là một nhà giáo. Xin bác chia sẻ thêm về công việc nhà giáo của mình. Thật ra thì cái việc sáng tác nhạc tôi chỉ là cái tay trái mà thôi. Còn công việc chính của tôi là công việc đi dạy. Tôi xuất thân là từ cao đẳng sư phạm ra. Sau khi mà đậu tú tài xong ở Huế thì tôi cùng với một số bạn bè nữa đã ra Hà Nội và vừa học cao đẳng sư phạm và học văn khoa. Cho đến năm 1954 thì chúng tôi đi vào Nam vì lúc đó đã chia hai rồi. Và tôi tiếp tục học ở tại cao đẳng sư phạm ở Sài Gòn. Và sau khi tốt nghiệp thì tôi được biệt phái lên dạy văn hóa ở trên phụ trách văn hóa ở trên trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Dạ vâng. Đó là coi xem như là bác bên cạnh là sáng tác là làm nhà giáo xuyên suốt tới năm 75. Khoảng sau khi mà ở Đà Lạt rồi thì khoảng 1960 thì tôi được trả về lại Bộ Quốc gia Giáo dục. Và tôi dạy tại trường Trần Lục. Sau này trường Trần Lục đổi thành trường Nguyễn Du. Trường Trần Lục 1975. Dạ. Trường Trần Lục đó có phải là dành cho những học sinh di cư không bác? Đúng. Dạ vâng. Tại vì con được biết là chú Nguyễn Tự Cường là giám đốc điều hành của SBTN là cũng là từng là học trò của bác. Thưa bác, bên cạnh công việc nhà giáo đó thì bác sáng tác bài Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình rồi và sau đó cũng có một bài hát và không biết là cái thời gian chính xác thì con không biết nhưng mà con biết có một bài nữa mà nổi tiếng lắm đó là Bước Chân Chiều Chủ Nhật. Xin bác chia sẻ thêm về bài hát. Bài Bước Chân Chiều Chủ Nhật thì tôi sáng tác vào năm 1963. Tức là 2 năm sau bài Mưa Đêm Ngoại Ô. Bài Mưa Đêm Ngoại Ô tôi viết năm 1961. Bài đó dù muốn dù không thì người ta lúc đó thì xin họ năm một cái, nó cũng vô cái loại mà sau này chúng ta gọi là nhạc quê hương đấy. Rồi sau này thì tôi cũng cố gắng muốn cho mình cũng có chút xíu có loại nhạc sáng chút xíu. Thành ra tôi cố gắng đặt bài Bước Chân Chiều Chủ Nhật. Bài đó thật ra thì Nếu ai đã từng ở Sài Gòn rồi thì biết là cái ngày mà buồn nhất trong cái thành phố Sài Gòn đó tức là chiều Chủ nhật. Vì sáng thứ Bảy người ta đi chơi rất đông, và đến sáng Chủ nhật người ta cũng còn đi chơi rất đông. Nhưng đến chiều Chủ nhật thì lúc đó người ta bắt đầu để mà sửa soạn ngày thứ Hai đi làm. Do đó cho nên thành phố nó có vẻ vắng vẻ hơn, nó bớt rộn rịp hơn. Và tôi cảm thấy cái tịch mịch đó, cái hơi hiu quạnh đó, cho nên tôi đã viết ra bài Bước Chân Chiều Chủ Nhật để nói lên cái lòng của mình, cái cảm giác của mình ở trong cái thành phố trước kia nó rộn ràng như thế nào mà bây giờ nó tịch mịch như thế. Tuy nhiên cái tịch mịch đó đã khiến cho mình có được cái thoải mái, vì chúng ta khó mà tìm được những cái sự êm đềm, những cái sự yên tĩnh đó khi một mai kia, khi ngày thứ Hai trở lại thì thành phố Sài Gòn sẽ là thành phố Sài Gòn rộn rịp và náo nhiệt như xưa. Đêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tà, mây tím tăng ngang trên trời Sài Gòn, một đường chim trong tiếng đời niềm non, lòng ai như vẫn thương, ai về chắc chưa từng. Bâng khuâng nghe sao rời rạc như từng hạt mưa rớt đều mãi, nhiều chân vương bóng đêm khuất dần cuối đường phố yên. Cảm ơn bác chia sẻ về bài hát này. Và như bác lúc nãy có đề cập đến là cái bài hát mà 2 năm trước cả Bước Chân Chiều Chủ Nhật đó, năm 61 đó là bài Mưa Đêm Ngoại Ô. Thì con được biết cái bài hát đó có cái công nghệ lăng xê cũng hay lắm. Xin mời bác chia sẻ với khán giả làm sao mà lăng xê cái bài hát lên đến với đạo. Chữ lăng xê là cái chữ mà trước thì chúng tôi hay dùng. Lăng xê đó có nghĩa như không hiểu có nó đúng cái danh từ là PR bây giờ hay không. Vì đó tức là nó thật ra đó là quảng cáo thôi. Và như chúng ta đã biết, tất cả mọi thứ gì cũng cần phải có quảng cáo. Một bài nhạc rất hay chăng nữa mà nó còn nằm trên tờ giấy thôi, chưa được ai hát, chưa được ai biết đến cả, thì nó cũng chỉ là bản nhạc nằm trên, chỉ là một bản nhạc. Do cho nên lúc đó cần phải có nhiều người hát bản nhạc của mình thì người ta mới biết được. Thì do đó cho nên một bản nhạc hay thì cần phải có cái người mà lăng xê lên. Thì bản nhạc Mưa Đêm Ngoại Ô như tôi đã nói rất nhiều lần, nó đã có một cái số phận vô cùng, có thể nói rằng hơi kỳ lạ. Khi mới xuất bản ra thì chỉ bán được có 300 bài thôi. Anh Lê Môn Bảo, tức là nhà xuất bản Tân Hóa Miền Nam, in 1000 bản, trong 1 năm trời chỉ bán được 300 bài. Nhưng mà sau khi hiểu sao Duy Khánh nghe, và có lẽ Duy Khánh có lỗ tai đặc biệt về âm nhạc, do nên Duy Khánh đã nói tôi nhường lại, và Duy Khánh đã lăng xê hết sức. Và đồng thời cũng nhờ là thâu dĩa mà Hương Lan thâu dĩa lần đầu tiên, thì từ đó trở đi thì bản nhạc được nhiều người hát. Và tôi cũng ngờ rằng là sau này bản nhạc đó im hơi lặng tiếng trong một thời gian, đến khi qua đây thì nó lại được sống lại, và nó sống mãi cho đến bây giờ đây. Và như vậy có thể nó sống trên nửa thế kỷ rồi. Và bên cạnh những cái bài hát trước 75 đó thì bác có những cái sáng tác nào sau năm 75 không? Sau năm 75 thì tôi cũng có viết nhưng mà không có được, không bài nào được hát cả. Tôi phần lớn tôi viết, tôi phổ nhạc. Ở trong những bài phổ nhạc tôi thích nhất là cái bài phổ nhạc, bài thơ của Trần Hoài Thư, tức là Tháng 3 đi hành quân. Và nhưng mà nhắc đến sau 75 thì không biết là bác tới hải ngoại là vào năm nào? Tôi đến đây, tôi đến Mỹ vào khoảng 1980. Đầu tiên hết là tôi ở Boston. Là bác vượt biên hay là? Tôi vượt biên. Vượt biên qua đây. Và khi mà bác qua tới hải ngoại này thì bác có sáng tác như là trước 75, cái sức sáng tác có bị thay đổi gì không? Thì tôi cũng tôi thường nói với anh Trường Kỳ là tôi bả đâu sâu đó. Nếu vui thì tôi sáng tác, mà tôi gặp dịp gì thì tôi sáng tác dịp đó thôi. do đó khi sang Hải Ngoại thì tôi cũng có sáng tác một vài bài tình cảm, thí dụ như bài tôi quên mất tên, tức là cái bài quê người đêm bão tuyết, đêm mưa tuyết, rồi quê người đêm mưa tuyết, một bài Boston, bài tôi rất thích nhưng mà bây giờ cũng chưa ai hát cả. Chắc có thể là cái công nghệ lăng xê bây giờ lại không có giống cái trong nước ngày xưa. Tại vì bây giờ tôi nghe nói thì một bài hát lên được người ta chấp nhận thì phải có demo. Dạ đúng. Tôi thì không biết demo là cái gì cả. Dạ, vâng. Thưa bác là bây giờ bác với một cái độ tuổi như thế này thì công việc của bác thường ngày là bác còn sáng tác nữa hay không? Thì tôi vẫn có viết. Vâng. Dạ vâng, biết. Và có những cái bài nào mà bác có định đưa cho các trung tâm không? Tại vì phải có demo họ mới chấp nhận, thành tôi cũng không có ý đưa. Tại vì nếu tôi đưa thì tôi chỉ đưa một bản nhạc đó thôi. Thì bản nhạc đó thì không hợp với cái quy trình bây giờ. Thưa bác, nhưng hôm nay gặp lại bác ở đây thì con muốn hỏi thêm là bên cạnh những cái bài hát như là Bước Chân Chiều Chủ Nhật, Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình, Mưa Đêm Ngoại Ô thì còn ca khúc nào trước năm 75 khán giả và cũng như là làn sóng phát thanh thường phát bài nhạc của bác? Vâng, trước đó thì có, sau này qua bên này cũng có một vài bài được thâu thêm nữa. Thí dụ như bài Sơn Phủ Đường Khuya, bài Trúc Phương Hồng Quế có hát. Bài đó trước kia ở Việt Nam thì được Phương Dung thâu thanh, và Duy Khánh hát rất hay bài đó, cũng như bài Xuyên Giường Nhập Đến Tình Yêu. Nhưng mà bác nói cái bài Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu đó thì nhờ bác phải kể thêm về cái bài hát này. Bài đó là tôi cảm thấy cái cuộc đời của một ca sĩ, một nữ ca sĩ. Do đó cho nên tôi coi như là một người cảm thấy cái thân phận của nữ ca sĩ. Mình nói cái thân phận của người nữ ca sĩ đó trong bài Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu. Vì cái thân phận của người nói cũng là một người mà cũng là không có được gì tốt đẹp lắm như là người nữ ca sĩ kia. Dạ vâng. Mà cái bài hát Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu đó thì sau 75 con thấy cũng có nhiều ca sĩ thâu lắm. Và một trong những người nữ ca sĩ mà thường hay gắn liền với dòng nhạc của bác là nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Xin bác chia sẻ thêm về người nữ ca sĩ mà thường hay hát và cũng như đã giúp lăng xê những cái bài hát đến với khán giả. Nữ ca sĩ Hoàng Oanh thì tôi hát rất nhiều bài của tôi. Vì nhất là qua sau này chính cũng nhờ Hoàng Oanh mà đã làm sống lại bài Mùa Thi của tôi. Một lúc đó là Hoàng Oanh thâu lại bài Mùa Thi ở trong cái băng nhạc của Hoàng Oanh. Cũng giống như là bài Sương Phủ Đường Khuya nữa. Sương Phủ Đường Khuya, và sau này thì Phương Hồng Quế có thâu lại nữa. Thưa bác, hôm nay rất cảm ơn bác đã xuất hiện trên chương trình The Jimmy Show để chia sẻ và cũng như kể thêm về những cái giai thoại, về những bài hát. Và có ngay cả người nhạc sĩ còn ở đây thì con chỉ biết cầu chúc bác nhiều sức khỏe và nhiều niềm an vui trong những ngày tới. Cảm ơn Jimmy và xin cảm ơn quý vị khán giả. Dạ vâng, cùng với lời chào đó thì chúng tôi xin tạm chấm dứt chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.